Bố con ơi, bố con già rồi, chúa trên cái buồng rắc rụng rồi, mình chiều không có là nhiêu đâu. Nó mà các con mai mốt các con không có mà chiều nữa. Đó, các con phải hiểu vậy. Nhưng mà cô ơi, sao cô không nghĩ là mình làm đến bao lâu đó rồi mình về mình nghỉ ngơi để cho anh chị có thể phụng dưỡng cô không? Không, cô không chưa có nghĩ cái chặng đó. Cô không nghĩ con khỏe là con còn đi. Thứ nhất là mình đi có cái sức khỏe, mình có đồng tiền ra vô, con cái khỏi phải lo. Thứ hai, đi khi nào? Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về. Cô tên là Cao Thị Năm. Năm nay là cô 60 tuổi. Dạ. Ở phường 15 quận 10 mình á. Dạ. Còn đây là con dâu cô. Dạ, chào chị ạ. Chào con gái. Con chào chú Huyền Linh. Chào anh chị, chào chị Lê Lộc. Xin chào khán giả. Em tên là Trúc Ly. Năm nay 28 tuổi, đến từ thành phố Sóc Trăng. Người miền Tây. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này? Cái lần đầu tiên là cô thì gặp con dâu nó thì nói thiệt là cô chưa có biết mặt. Nó đến thời gian là hai đứa tìm hiểu thì nó có đem về, là vì con trai cô có nhà riêng thì nó đem về được một bữa tối mà mẹ ơi, con dâu của mẹ về ra vừa thôi, cho nó ở đó đi. Sáng mai mẹ lên mẹ coi mặt con dâu mẹ đó. Rồi ai ngờ là mình lên nó về hết rồi. Buồn ơi là buồn. Dạ. Đó vừa thôi. Không biết đến khi nào. Đó vừa 15 ngày sau là em quay về. Dạ. Quay về đây thì cô nói thôi cuộc được đó, mẹ ưng đó. Nó mà không biết sau này sao từ từ tính. Thấy là ưng liền. Ưng. Cô bé rất là dễ thương. Dạ, mà đúng rồi, ưng liền. Chị ơi, chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ em làm 6 tháng rồi chị. Rồi từ từ. Nhưng mà trước đó mình đã biết mẹ lâu chưa? Đó là quen chồng của em á, là dạ, chỉ là nghe nói chồng nói sơ về mẹ thôi. Mấy mẹ mẹ khó lắm, em khác nữa. Ôi thế lại mẹ giỏi tháo quát nữa. Nghe em sợ này, trời ơi chết rồi, con thì ngu lắm với lại khờ đó, với lại không có được nhanh nhẹn á, chậm chạp. Sợ về chung rồi sống sao trời. Sợ bị chửi lắm. Nhìn dễ thương quá trời. Nghĩ sao mà con ngu, con khờ, con chạp. Thấy con rất là lanh luôn á. Đúng rồi, nhìn thân thiện lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm giác như thế nào, có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên là chồng, lúc đó là chồng có nhà riêng rồi. Qua nhà chồng, chồng nói anh chở em qua nhà qua mẹ nha. Rồi bắt đầu cái rung, nghe kể là rung á. Yeah. Đi tới trước cổng nhà đâu dám vô đâu, nên đứng đó hoài, nói vô đâu thôi bị chửi đó. Cái mở cửa cũng vô, nói con chào bác, mà mẹ không có trả lời nữa. Vậy thôi à? Đâu. Trời, trời ơi, là sợ em rồi. Tâm lý nó đánh lô tô trong lòng vậy. Sợ. Ủa nhưng mà sao lúc đó mình căng quá vậy cô? Không nói đi đâu mình cũng phải thử lòng chứ. Mình thà làm căng trước đi. Yeah. Chứ sau này mình dịu là vừa, chứ mình dịu mãi mãi móc căng không được. Cho nên là cô là đánh cái tâm lý trước. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với bà con, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Rồi sau đó về làm dâu thì sao cô? 6 tháng làm dâu của con thì cũng được. Hắn cũng chịu khó, hắn biết nghe lời. Cũng công nhận là cô thấy thích. Cô nói một cái gì cái mẹ nói con biết nghe, chứ còn con không được cãi lại. Mà nếu mà mẹ có lỡ con nói sai thì con cứ im, khi nào mẹ vui con có quyền góp ý. Dạ. Yeah. Thôi, chứ mẹ không có bắt bẻ con. Bởi vì mà con dâu cũng là con gái của mình, nó còn con gái mình là con dâu người ta. Về con dâu có nấu cơm nấu nước này kia, lo rửa chén rồi dọn dẹp rồi giặt quần áo cho mẹ chồng không? Không, nói chung thì cái việc đó này nó chưa phải làm. Yeah. Bởi sao là mẹ là làm được, mẹ đang làm. Và các con chỉ chịu khó là lo cho vợ chồng đi. Mẹ đang khỏe mà mẹ làm được. Chứ mẹ chưa phải đủ cái chuyện đó. Mà có nó có về dưới đây nó đi bán thì cơm nước nhà cửa thì nó cũng nấu. Mà đa số là mẹ nấu nhiều hơn nó. Mẹ lo hết cho nó. Nó không phải làm nha, chỉ đi với mẹ thôi. Nó đi phụ bán với mẹ đúng không? Đi phụ bán mẹ. Dạ, nhưng mà chị, hai mẹ con mình có điểm chung nào với nhau không? Điểm chung là nói nhiều. Là hay tâm sự với nhau lắm đúng không? Hai mẹ con gặp nhau lúc đó là ban đầu là sợ. Cái đi bán với mẹ, mẹ nói nhiều lắm. Cái tâm sự mà chắc chứa lâu nay mẹ không nói ra, mà tự nhiên mẹ nói ra, nói nhiều lắm, nói kể này kia mà cũng có điểm chung. Vậy thì con trai của mẹ với con dâu là có tính bao giờ có cháu chưa? Cái đó thì nó chưa có tính. Hiện tại là nó là con trai của cô đó, là nó đồng giới. LGBT. Cái đó gì đó thì cô nói vậy. Về từ cái hồi nhỏ đó thì cô đẻ được hai đứa con gái trước, vì nó là tính là cũng là con gái. Nó mà cũng không cái kiểu như trò xui trò khiến gì cô không biết. Đi cắt tóc cho nó là cắt tóc con trai, mà lại cho nó mặc đầm thì cô không biết sao.
Rồi đến khi này anh lớn là anh không bao giờ nó mặc đầm mặc áo đồng bộ như mình đâu, chỉ áo thun quần tây cứ vậy thôi. Nhiều khi cô con gái của cô á dắt cô gái này về nói đây là con dâu của cô thì cô cảm giác thế nào? Cô nói thì cô cũng hơi sợ, sợ là bởi sao? Vì con của cô vậy mà con này là con gái thì con, cô nói thiệt con ơi, chờ tình hình thế này thì con sao con chấp nhận mẹ, mà nếu mà chấp nhận không hối hận nghe con, chứ hối hận là mẹ không có chịu á. Mẹ chấp nhận là không hối hận. Cô trước đó là chị có dắt ai đó về ra mắt cô chưa? Nhiều lắm cô anh ơi, con trai đến trần rực cũng có, mà con gái, con trai đến là dứt điểm nó không chịu, nó không nói chuyện. Còn đến khi ăn dắt cùng mấy đứa con gái về nó mà mắt cô không chịu, cô thôi không được, mẹ là mẹ không chịu rồi đó. Nó mà sao cái duyên cái nọ sao gặp con này, nó dắt về thì cô mới thấy là cô thôi được cũng được đấy. Để cho các con sống cho vui. Thì nó ngày xưa thì hơi bị người này nói kia, nhưng mà đến bây giờ thì nó không còn nữa cô ạ. Bây giờ thì thật sự là tất cả mọi người bình đẳng với nhau, có quyền yêu thương, có quyền hạnh phúc với nhau rồi, không có lo điều đó, quan trọng là con mình hạnh phúc là được rồi ha. Với lại cô gái này quá dễ thương luôn mà. Sao không chịu được đi bán chung với mẹ suốt ngày vậy đó hả? Dạ, đi bán với mẹ người ta nói là con gái cô hả, người ta không nghĩ là con dâu, mà đi bán là mẹ chở em không à. Mẹ chở không à, tại chở mẹ không nổi, có 42 kg. Ủa mẹ chở con làm sao, chở cái xe đó? Cái xe gỏi cà khô đó. À, xe gỏi khô. Ừ, dạ, gỏi cà khô đó. Ừ. À, có cái yên ở sau nè. Có cái yên ở sau. Dạ, con ngồi sau. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Mẹ con chở. Mẹ vừa chở khô bò, vừa chở con. Dạ, đúng rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, thương quá vậy. Không phải bị sao không? Giờ mình lớn tuổi mà mình nhìn khỏe hơn nó, nói thiệt cho mình khỏe hơn nó luôn. À, mà có lỡ mình có để cho nó chở là chẳng qua mình bắt ép sức lao động nó, lột giảm may nữa mình bị té, nó bị té rồi cô. Trời thấy thương không? Thì thôi để mẹ chở đi, mẹ chở được. Mẹ chở bố được thì mẹ chở con được, không sao đâu. Khi nào mẹ không đi được kẻ tính. Dạ. Cô hôm nay 60 tuổi rồi, là bố chồng nhiêu tuổi rồi? Ba chồng con là 96. Trời. 96 tuổi đó con. Ôi. Tức là lớn hơn cô ba con giáp. Ừ, đúng rồi. Ồ, vậy thì chắc ông bây giờ chỉ ở nhà thôi hả chị? Ba ở nhà nuôi chim, nuôi gà, nuôi chơi gì. Lúc trước là lúc em chưa về làm dâu á, là ba có đi bán với mẹ, mà thấy lúc đó là về thấy ba cực lắm. Thấy thương, mình thấy ba ngồi mẹ chở ba mà nhìn thấy thương lắm, thấy tội lắm, xót xa lắm. Có lần mà em đi về quê chơi á, dù em mẹ đẻ chơi á, xong cái thì thấy về tới bên xe là 8 giờ mấy là về tới nhà mẹ chồng á, là bỏ quần mà người á, xong cái hỏi thằng Út nó, ủa mẹ ba đâu rồi, nói mẹ ba đi bán rồi, kêu chồng nói anh ơi chở em qua bên mấy cái bực kè á, xong coi có ba không, trời mưa đang mưa lâm râm nữa, thôi kêu chở ba về đi em đi bán với mẹ. Trời, đi tới rồi kè hang thấy ba mà ngồi sau xe mà mẹ đẩy á, thấy xót xa, nhói trong lòng, thấy thương mẹ. Còn kể mà chú cũng xót cho ba con nữa đó. Xót xa lắm luôn. Ừ. Kêu về cũng... mà không chịu về đó. Thì ở nhà đó mình có bao giờ nấu cơm hay lo lắng cho ba mẹ chồng này kia không? Dạ, nói chung là con mang tiếng làm dâu nhưng mà chưa có làm dâu gì nào làm hết. Dâu. Dạ. Thì chú nghĩ rằng nên gọi lâu lâu mình phải tổ chức một cái buổi đi chợ nào đó, mình nấu ăn rồi mình mời ba mẹ chồng ăn để tỏ rõ cái tình yêu thương của mình. Biết rằng con rất yêu thương mẹ chồng, cha chồng rồi, nhưng mà cần có một chút xíu hành động gì nữa. Ông trời nói đây gần như thành lập á, hiện tại cái đồ ăn uống của ông là rất khó, con cái không đứa nào chịu được ông. Đúng con ruột của ông chứ đừng có nói là con dâu, chỉ có mình cô chịu được ông thôi. Cho nên nói đó con gái với con trai, cô nói mẹ ơi sao mẹ chịu quá vậy. Bố con ơi, bố con già rồi, chuối trên cây buồn rắc rụng rồi, mình chịu không có là nhiêu đâu. Nó mà các con mai mốt các con không có mà chịu nữa đó, các con phải hiểu vậy. Nhưng mà cô ơi, sao cô không nghĩ là mình làm đến bao lâu đó rồi mình về mình nghỉ ngơi để cho anh chị có thể phụng dưỡng cô không? Không, cô không chưa có nghĩ cái chặng đó. Cô nghĩ còn khỏe là con còn đi. Thứ nhất là mình đi có cái sức khỏe, mình có đồng tiền ra vô, con cái khỏi phải lo. Thứ hai, đi khi nào để cho con dâu ăn nó nghiệp cũng cộng nghiệp nó. Nó mẹ mẹ, thì con muốn nó nghiệp bố mẹ. Trời ơi. Nó mà con phải nói nghiệp bố mẹ là con phải nghe mẹ từ ly từ tí, chứ mẹ không bao giờ mà để sai cái cách của mẹ làm. Theo được thì mẹ cứ chỉ từ từ, năm này không được, năm sau, năm con sau không được. Con học cái, được cái chút nào chưa, kinh nghiệm chưa? Con có học được có xíu xíu à. Trời ơi. Mới 6 tháng mà, mới 6 tháng. Tháng à. Con bào đu đủ là mẹ ưng. Nhưng mà con làm ớt với giấm thì mẹ chưa chịu. Mẹ chửi. Mẹ chửi là dữ không? Chửi dữ lắm. Sợ không? Bắt đầu thì sợ, mà giờ chai rồi. Không con sợ nữa. Đó là quen luôn đúng không? À. Mẹ có tính xấu là ví dụ trong gia đình á, 5 người con thì nó một người sai thì lôi ra chửi hết.
Đứa, cái đứa mà không làm sai còn chửi hơn đứa làm sai nữa. Tại vì thấy sai không sửa, bị đánh luôn. Vậy là mình có hay bị cái trường hợp đó không? Em chưa từng chị. Mà trong tương lai chắc có. Tương lai cũng quá thiệt. Đôi khi mẹ không áp lực tránh cuộc được. Sống quá. Dạ đúng rồi. Rồi phải lo cho con cái này kia nhiều. Đôi khi về nhà cũng hơi giận. Dạ. Mà tao nói giận quá chém thớt á. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ở trong nhà cô là xã là bởi sao? Chờ ví dụ 5 người nè. Ở nhà mà có đứa em hay đứa anh mà làm sai, con là anh, tại sao con không nói là chính thức con là đồng phạm? Đó, cô là vậy đó. Yeah. Mà em làm sao? Sao không chỉ là anh bố mẹ đó, mẹ rất khó nha, mà làm sai làm cả nhà bị lạ luôn chứ không phải một riêng mà. Đó là cái cách của cô thôi. Yeah. Còn về nhà, còn cái tính của cô xấu hơn nữa. Về nhà mà cái nhà cửa mà cô mà biết cái chén bát mà thấy không sạch là cô cũng la lắm. La từ người lớn đến người nhỏ luôn. À, tính cô là chỉ có hai cái đó là điểm xấu nhất. Có bao giờ mà hai chồng cãi nhau trước mặt mẹ không? Dạ chưa, chỉ có một lần duy nhất luôn. Lúc đó là hai đứa giận nhau xong cái em tính cũng hơi nóng, hơi trẻ trâu xíu. Cái nói là thôi xách đồ gì mẹ đẻ không ở nữa. Cái xong á, xách đồ đi anh chở em cái bến xe. Mà đâu có chở ra bến xe khôn á. Chở ngay về quận 10 ngay nhà mẹ nè. Trời ơi, cho mẹ là thừa biết là mẹ không cho đi á. Vô tới nhà mẹ hỏi, ủa hai đứa mày làm gì vậy? Con trả con ly về, con không ở nữa, con không thương nữa. Ủa sao kỳ vậy? Hai đứa có gì từ từ nói với nhau mà sao? Mà mai sao mày không chở ra bến xe mà chở qua đây làm gì? Mày cố tình hả? Mày giải lại. Đúng rồi, giải hòa lại. Dạ, là dạ. Xe giải hòa xong chừng khoảng một tiếng mấy, hai đứa cũng hòa nhau rồi, xách xe về. Nhưng mà giữa chị với mẹ có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Kỷ niệm đáng nhớ thì chưa có gì nhiều, nhưng mà có một lần là đi bán với mẹ. Người ta bán, người ta mua gỏi với mình á, nhưng mà người ta chưa có đưa tiền cho mình mà mình đưa tiền thối cho anh ta trước. Xong cái người ta không trả tiền cho mình luôn. Người ta đi mất tiêu luôn. Hỏi, ủa mẹ ơi, ta trả tiền cho mình chưa? Đó, ủa mẹ đâu, mẹ đâu ha, mẹ chưa có lấy tiền. Xong rồi người ta lấy hai một hộp gỏi với 200 ngàn, là mất 200 ngàn, mất trắng luôn. Xong mẹ cũng không nói gì, nói kệ đi con, mất thì thôi, không có đáng là nhiều hết. Nên là mẹ không chửi một tiếng nào luôn. Rồi lúc đó sợ lắm. Chứng tỏ là mẹ thương dâu đó. Tự nhiên lúc đó mình ngu ngang vậy á. Hiểu luôn. Chuyện lắm á. Cái này em hỏi chuyện nhạy cảm xíu nha. Chị bán chung với mẹ rồi mình có được lương không? Có chị. Có lương. Có lương luôn hả? Có lương luôn. Chưa. Gọi đi. Giờ học được nghề mà được có lương nữa đó. Trời ơi sao? Giờ hiện tại giờ này cô nói thiệt, nó đi bán với cô á, một ngày mà được nhiều thì cô cho 300, còn một ngày ít thì cô 200, một ngày ít nữa cho 150. Cô vậy con đi bán phụ cho rồi đi lấy khô bò thôi. Lấy khô bò ăn hả? Chú xin một chiếc xe đồng đi con. Chú đi. Nói chung là câu chuyện ngày hôm nay rất là cảm động. Thật sự mà nói thì chú nghĩ rằng với tình yêu thương đó, mẹ chồng nàng dâu sẽ gần nhau hơn, yêu nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay có thư của chồng con gửi cho con nè. Chú đọc cái gì đây? Chú đọc được chút dài dạ, cả dạ, 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 dạ. Gửi mẹ yêu của con không biết đã bao nhiêu lần con làm mẹ buồn rơi nước mắt. Con lại không dám nói lời xin lỗi với mẹ. Nhân dịp trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu này, con muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ của con. Con xin lỗi mẹ vì tất cả có những lần con nói những lời không hay làm mẹ khóc, nhưng mẹ vẫn tha thứ cho con. Đối với con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng của con. Sự hy sinh của mẹ rất lớn, con không biết đến khi nào con mới trả công ơn của mẹ được. Con chỉ cầu xin Phật trời cho mẹ nhiều sức khỏe để con được báo hiếu cho mẹ nhiều hơn, bù đắp những gì con đã làm cho mẹ buồn. Vợ con rất là hậu đậu, có gì á sai mẹ dạy vợ con nhé. Con biết mẹ thương vợ cũng như là mẹ thương con vậy. Từ giờ con và vợ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm mẹ buồn mẹ à. Gửi vợ, từ khi quen nhau đến bây giờ, tuy thời gian không dài, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi đoạn đường có em đi cùng. Anh mong tụi mình sẽ cùng nhau nỗ lực để vun đắp gia đình nhỏ này em nhé. Thương mẹ và yêu vợ. Những lời rất là ngọt ngào ha. Con thấy sao nào cô? Không, cô nói chung con nó cũng được lắm. Nó không có bao giờ nó cả mẹ la như khác trong thôi. Nó cũng biết cái tâm của nó là cô nói giờ trong nhà cô hiện tại là có 5 đứa con. Cô có 5 đứa con. Mà trong đó có nó là với thằng em. Coi như là 2 thằng con trai á. Thương mẹ nhiều hơn, lo cho mẹ nhiều hơn. Mấy đứa con gái. Cho nên cô nói thiệt, lương tâm của cô nghĩ con dâu là con của mẹ, còn con gái của người ta
Em cảm nhận thế nào những cái lời chia sẻ của chồng em với mẹ? Đối với em là chồng em á, rất là rất thương mẹ lắm. Thương chứ, chú là người ngoài chú còn thương mẹ con nữa đó. À, ngày hôm nay thì cô muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống hay không? Trời, cô chả có muốn gì chứ làm sao là theo mẹ là được rồi. Nghe mẹ là được rồi, không có phải nghe mẹ được rồi, không có thay đổi gì hết á. Còn ai nói sao được. Còn con dâu thì sao? Mẹ em gì hoàn hảo rồi chị. Với lại là mẹ phải giữ gìn sức khỏe á, cái chân mẹ còn rất đau á, cái khớp còn đau lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe không có suy nghĩ nhiều á, suy nghĩ nhiều cho con cái nhiều quá rồi á, sợ bị tổn thương tâm lý á. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha, đi bán với con còn chở con nữa. Thôi đi bà, ông già rồi bà. Dâu. Chào chị. Dạ, mời chào. Mời chồng ngồi. Xin mời hai mẹ con mình ngồi ạ. Thôi xin mời mình giới thiệu. Cô là Nguyễn Thị Vui, năm nay cô 58 tuổi. Nhà cô ở thành phố Đồng Xoài. À, Đồng Xoài, Bình Phước. Bình Phước. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Con chào chú Quỳnh Linh với lại Lê Lộc. Con tên là Trần Thị Thùy Trang. Địa chỉ cũng giống như mẹ luôn. Năm nay con 32 tuổi. Cưới năm 2014. 6 năm rồi. Con chỉ có một đứa trai với hơn 4 tuổi. Lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp thằng dâu này thì mẹ chồng chú ý và ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này? Cái lần đầu tiên á, hai đứa con nó quen nhau á thì cũng cả 7 năm. Yêu nhau 7 năm rồi mới cưới á. Rồi mới cưới. Dạ, đúng rồi. Thế là thì cái đợt đấy là Trang còn đang nhỏ lắm. Cái thời gian còn đang đi học là học sinh á. Mới quen nhau vậy thôi chứ còn con trai cô cũng chưa nói là con yêu hay là con này kia. Không nói thì cô cũng không có nói gì luôn. Giữa mẹ của Trang với lại cô là hai nhà gần nhau, đi bào mì mướn chung với nhau vui lắm. Rồi cũng nói đùa với nhau. Mai mốt nhà chị có con trai, em có con gái thì chị em mình làm xui. Em nói vậy cũng được. Trai cô cũng về nói là con quen Trang á, mẹ thấy như thế nào. Em nói giờ mẹ thì mẹ nói thật về này, giờ cái công việc á, của các con là chưa có tới nơi tới chốn. Thì mẹ cũng muốn là sau này á, các con có công ăn được làm ổn định, học hành xong xuôi thì lúc giờ cũng tiến tới. Dạ. Đó là như vậy. Còn chị thì sao? Có nghĩa là hai bà nhận xuôi với nhau từ cái lúc mà hai đứa mới có lớp 6, lớp 7 gì đó. Vậy kiểu nói chuyện vui với nhau á. Dạ. Mà đến lúc mà hai đứa yêu nhau là năm 19 tuổi thôi. Thì cái ấn tượng khi mà với vai trò là một người vợ sắp cưới thì như thế nào? Nói chung là sợ chứ. Cũng có một cái áp lực là mình sợ bên gia đình nhà cũng không thích mình. Biết là ở gần nhau nhà nhau, nhưng mà chính vì cái mình ở gần nhau quá nên đâm ra sẽ có những cái tốt cũng sẽ biết về nhau và cái không tốt cũng sẽ biết về nhau. Mà lo gì hai mẹ thân với nhau quá mà lo gì nữa lo. Nhưng mà không, cái lúc mà hai gia đình nói vui với nhau về chuyện làm xui á thì vui bình vui vẻ bình thường lắm. Nhưng mà ý là khi mà hai đứa này nó yêu nhau rồi đó là có vẻ là khổ rồi đó. Có vẻ thật sự là như vậy luôn. Cái lúc mà bắt đầu thấy mà lớn xong bắt đầu đi chơi với ảnh xong là mẹ ở nhà mày kìa. Mày đừng có yêu Hoàng nha. Tao nói trước rồi đó nha. Mày không có được yêu nó đâu nha. Mẹ thì lao, con đi chơi, yêu đương gì tầm lành. Nói câu trước câu sau, 2 tháng sau quay đẩu luôn. Về mẹ kêu tao nói sống quá sai, thấy chưa. Con vẫn biết là cái thời điểm ban đầu con yêu ảnh là gia đình không thích con nhiều. Con vẫn biết. Cũng khả năng là vì ảnh, thứ nhất là ảnh. Thực sự ra mà nói hai cái hoàn cảnh hai gia đình nó khác nhau nhiều quá. Có thể là con trưởng thành hơn ảnh nhiều, mặc dù bằng tuổi nhau. Nhưng mà con từng trải nhiều, cuộc sống gia đình khó khăn nhiều. Nói chung cái hoàn cảnh của nhà Trang ấy thì nó khác hoàn cảnh nhà cô. Mặc dù là có rất nhiều lời ong tiếng ve xung quanh với cuộc hôn nhân của con với ảnh, mặc dù hai đứa yêu nhau, cái giai đoạn hai đứa yêu nhau đó mới có 19 tuổi thì tất nhiên là cái tình yêu đó thực sự ra nó rất ban sơ. Nó không tan tính gì đến những cái vật chất phía sau hết. Và khi con lấy ảnh cũng vậy, con không quan tâm về vấn đề đó. Con chỉ lo là ví dụ vì là ba mẹ sợ là khi mình về mình bắt nạt chồng như thế này như thế kia, hoặc là ảnh không có tiếng nói trong gia đình. Lanh lẹ là tốt. Nhà trong gia đình là phải có người nọ người kia. Chồng không lanh, vợ lanh. Vợ chồng mà cả vợ lẫn chồng mà đều phù phờ hết thì cũng không tốt. Cô nghĩ vậy đó. Mệt lắm. Mệt lắm. Vợ chồng mà. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Về sau này bắt đầu về làm dâu cô thấy là được ở cái chỗ là nhanh nhẹn, tháo vát. Đối với xã hội thì xã giao rất tốt, nói chung là sạch sẽ. Mẹ kỹ lắm. Dạ. Tính cô thì rất là kỹ. Nói chung tất cả các thứ ở trong gia đình mà không sạch sẽ là cô không thích.
6 năm qua thì có mâu thuẫn gì giữa mẹ chồng nàng dâu không? Có chứ. Chuyện nó không lớn thôi nhưng mà cũng có chứ. Con dâu cô thì nấu ăn á hay bỏ ngọt, cô lại không thích ăn ngọt. Mẹ là người gốc Bắc, con là con ở trong miền Nam từ nhỏ. Cái thời gian là làm dâu với cô là có 1 năm thôi. Yeah. Xong bắt đầu cô cho ra riêng. Ở gần đấy, ở sát nhà cô thôi. Với lại cái phần nữa là con dâu này thì nó cứ nghĩ sao nó vậy. Chứ nhiều khi không suy nghĩ. Dạ. Đúng rồi, cô nói con lần vậy mà cô cũng nghĩ con buồn, nhưng mà cô nghĩ đi nghĩ lại, cô nói là thôi con dâu mình nó dạy. Nó mới nói ra câu đấy. Cô đi thăm cái ông anh ở thành phố này này, đi sang hỏi con dâu xem là có cái xe, số xe Kim Mạnh Hùng không. Thế con dâu nói là con không có, để con điện cho anh Hoàng xem có không. Thế bắt đầu cái vợ điện nói, anh ơi, anh có số điện thoại của Kim Mạnh Hùng không? Mẹ anh đang thì xin số điện thoại của Kim Mạnh Hùng này. Lại nói là mẹ anh với lại mẹ em nữa cơ. Cho nên là cô cũng là, sao cái con này nó nói vậy mà nó không suy nghĩ gì ta. Cô vẫn vui vẻ lấy số, nhưng mà cô vẫn để trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ là con dâu mình nó về nhà với mình cả mấy năm trời nay rồi. Mình nghĩ cái tính của nó, nghĩ sao nó vậy. Nên mình cũng không buồn. Con bị anh chồng con lên án cái này nhiều lắm rồi. Nghĩa là mẹ kêu về ăn cơm. Cái hỏi mẹ nào kêu về ăn cơm? Thì mẹ anh chứ mẹ ai. Hoặc là nói chuyện với bạn vậy, mẹ anh Hoàng hoặc là mẹ tao. Có nghĩa là ảnh cứ hay bắt bẻ là tại sao không nói là mẹ chồng tao, hay là tôi cứ kêu mẹ anh Hoàng. Con quen á, không để ý lắm. Mẹ chồng cái suy nghĩ là nhỏ này nó còn phân biệt ha. Đúng rồi, không phải mẹ nó ha. Phải mẹ nó bực mình chứ. Còn điểm nào chưa hợp nhau nữa không? Từ phục sức cho đến ăn uống các thứ là nói chung là không hợp nhau một cái gì. Chỉ có mỗi cái là ví dụ như là mẹ, hai vợ chồng mà gây nhau làm thường là ảnh sẽ là người bị chửi. Mẹ sẽ la. Tức là giữa mẹ chồng nàng dâu là không hợp nhau bất kỳ gì. Vấn đề quan trọng là phải hiểu nhau cái đã. Đúng rồi, chăm con thì nhiều khi dặn là nói là ví dụ gửi con á thì nó mẹ ở nhà đến bữa đừng có cháu uống sữa hay cái nọ thế kia, nhưng mà cháu nó đòi thì mình phải cho trong cái hồi về đến trưa nó không ăn được cơm. Cái nó ủa mẹ ơi sao bữa nay Win nó không ăn cơm mẹ, sao chắc mẹ nhà mẹ cho ăn cái gì à? Trời ơi, nó đòi sữa mẹ cho hộp sữa mà có gì đâu. Thì nói chứ đó con dặn mẹ rồi mẹ vẫn không cho uống. Mẹ cũng cho nó uống mình sao mà giờ nó bảo nó đòi. Nó đói quá. Nó đói. Nói chung là cái tâm lý của ông bà lúc nào cũng vậy, là chiều cháu. Bởi vậy cho nên hễ mà ở nhà mà chỉ cần mà con mà nẹt nó chạy qua nội, chạy qua bể nó khóc mẹ đến con. Mặc dù chưa đánh, nhớ có một lần là buổi trưa đi làm về thấy ông đang cho nó uống nước ngọt. Trong tính con thì thẳng mà, hôm qua ai cho con uống nước ngọt vậy nè, chửi từ ngày mai mẹ thấy cho con uống ngọt chết luôn. Ông nội đứng ngoài kia thấy lại tiếp tục đòi nước ngọt. Ông nội kêu thôi tao đến sau mày uống cái đâu, tí mẹ mày về mày chửi tao chết. Có nghĩa là cái cách của mình khi mình cha mẹ thì lúc nào cũng vậy, có nghĩa là cũng muốn rèn con vô nền ấy. Yeah. Nhưng mà ông bà thường sẽ cưng nó. Ai cho chồng mà khó là cũng mệt lắm á nha. Yeah. Là ai mày chửi ai đó, tao cho uống nữa làm gì tao. Nhiều khi á con than mẹ ơi tháng này kẹt quá hay thế nội kia, rồi ok nếu mà kẹt á thì mẹ cung cấp cho con đó, chứ mẹ không có tiếc. Tuy là mẹ con ít tâm sự nhưng mà cô rất là hiểu. Như có một lần cái đợt nhà cô mới mua cái xe ô tô, thế cô nói là thôi mẹ mua cái xe ô tô đấy về, nói chung là của gia đình hết, các con đều đi được hết. Bây giờ mẹ tính là có cái ốp để đằng trước của nhà con, cái đường đi nhà con á là con cho người ta mướn á, là bây giờ con lấy lại cái ốp đi rồi cho mẹ để mẹ để cái xe ô tô ở đó. Bây giờ chưa có chỗ để xe. Yeah. Cái đầu con dâu nói chắc không được rồi, cái ốp đi để cho cái chị mướn rồi chị bán rồi chị coi nhà cho con. Cô nghĩ cô buồn rồi nha, cô nói chứ trời ơi mẹ nghĩ là mẹ hy sinh các con nhiều, mà đất thì bố mẹ cũng cho mẹ để nhờ tí, rồi ví dụ như các con có đi đâu các con cứ lấy đi, nhưng mà sao con lại ích kỷ với mẹ như thế. Về với không biết là tâm điện thoại với chồng sao đó, hai ngày hôm sau cũng chưa thấy nói lại là mẹ ơi cứ để xe đi. Thế bắt đầu cô mới nói là thôi nếu mà không cho để xe thì cô xây đằng sau để cái làm cái nhà để xe. Đến ngày hôm sau nữa sang nói mẹ ơi anh Hoàng thì không biết là anh sao, nhưng mà thôi mẹ cứ để cái xe ốp đi mẹ, thôi mẹ xây cái đằng sau rồi mẹ không có để nữa. Mẹ nghĩ mẹ buồn các con á, các con không biết hy sinh cho bố mẹ thế nào. Giận rồi. Thế xong bắt đầu hôm sau sang bắt đầu cứ ôm lấy mẹ nó, mẹ ơi thôi đừng có xây đằng sau nữa, mẹ để ốp đằng sau đi. Cái đầu mẹ cũng còn đang tức, mẹ mới nói chứ thôi đất đai mẹ cho các con rồi thì là quyền của các con, rồi mai mốt rồi các con lỡ không cho để nữa rồi các con lại bảo là thôi mẹ đem xe đi đâu rồi đem, lúc giờ mẹ đem chỗ nào, thôi để cho mẹ xe đằng sau cho nó yên ý chí đi. Thế cũng nghĩ thương con ôm lấy con nó thôi, mẹ nói vậy nói thôi, nhưng mà mẹ cũng nghĩ trước sau mẹ cũng phải xe cái đằng sau. Mà rồi nó cứ ôm lấy mẹ nó khóc, cũng thương con ghê luôn, nó ôm lấy con lại khóc luôn. Nhưng mà rồi hiện tại chiếc xe mình là để bên nhà cô hay bên nhà cô? Để đằng sau, để đằng sau. Cái sự tích của cái việc này cũng một phần là vậy. Tại thời điểm đó khi mà mẹ nói là mình đồng ý ngay, nhưng mà về khi mà mình nhắn tin cho ông xã thì ảnh có nói là bây giờ bố mẹ đi ra đi vào xe, ý là mình cũng không đi ra thường xuyên,
Nên là ví dụ như ngày bố mẹ ra một hai lần thì cái chị đằng trước đó là chị bán đồ tươi, cũng rau cỏ, đồ thịt, đồ cá đó. Thì đóng cho chị một cái kệ nhỏ, ý để chị đẩy ra khi nào bố mẹ ra, chị đẩy ra khi nào đẩy vô. Cái nhà mình thì nó gần đường, con nít ở trong nhà em sinh á, mà ví dụ chạy ra đường chị ở ngoài đó thì chị nạt đi vô. Nên mình nghĩ thì mình nghĩ đơn giản, ý là thôi để bố mẹ cứ để đi rồi đóng kệ cái ra cái vô. Nhưng mà ý là bố mẹ thì bố mẹ nghĩ thì bố mẹ buồn. Thực sự ra con cũng không có nghĩ là khi mà mình nói như vậy là khiến cho bố mẹ buồn. Sao không buồn, chú chứ không buồn nữa chứ. Cho đất với người đó, người kia nhờ để xe cho mấy người đi chứ ai đi đâu. Không cho tôi buồn chứ. Lúc đó đó, giận con trai mình hay là giận con dâu của mình? Lúc đó con dâu phát ngôn đầu tiên, cho nên cô giận dâu. Nhưng mà con trai là người quyết định. À đấy. Anh chồng con là người quyết định. Thì lúc đó con không lại nói với mẹ con. Cô mới đi thăm xe về. Dạ. Xong bắt đầu cô với con dâu cô mới ngồi ở nhà cô với con gái. Con dâu cô hỏi con là mẹ ơi, đã đạp được xe chưa? Bố mẹ đạp được xe rồi. Nhưng mà ý của mẹ là lấy cái, con lấy cái ốt lại cho mẹ, mẹ bỏ xe. Con dâu phát ngôn luôn, nói là chắc có lẽ là không được, cho nên cô mới buồn con dâu cô. Đúng rồi. Cô nói cô cho tiền tỷ được mà tại sao mà mà có tí đất thế mà không hy sinh cho mẹ thôi chị. Trong thời điểm đó là con có nhắn tin nhắn kêu là thôi để cho bố mẹ để xe đi, ý là thuyết phục chồng. Ảnh thì ảnh cứ muốn để cho chị đứng đó bán. Thế là con mới nói với ảnh một câu là con kêu là thôi anh đừng lộn xộn nữa, anh để em ra em nói cho bà đi cho rồi. Chứ giờ mà ví dụ như bố mẹ có không để xe em cũng không dám để cho bà đứng đó bán nữa. Cái là lúc sau bố mẹ không để xe nhưng mà vẫn cho cái chị đó chị nghỉ mà. Con đâu dám để cho chị đứng bán trước đó đâu. Ý là sợ bố mẹ giận rồi bố mẹ nghĩ này kia, mình cũng có chung là mình không phải là vì cái đó. Cho nên đâm ra mình chỉ nghĩ đơn giản thôi. Thật chuyện cái chuyện đó nghĩ đơn giản thôi, không nghĩ đơn giản sâu đâu. Được. Thực chất mà nếu mà không nói ra cái chuyện này đó, mà hai người mà giận nhau đó, ghim luôn á, thì nó bùng nổ dữ dội lắm. Hầu hết mọi thứ quyết định đều là do ảnh. Cái tính của ảnh nó rất là sợ để cho ảnh nói chuyện với bố mẹ. Có nghĩa là ảnh rất, nhất là ảnh rất là nóng tính. Có nghĩa là mẹ ruột của con rất là hay lên án anh luôn. Cứ mỗi lần ảnh như vậy là làm khổ con. Nhưng mà ảnh không sửa. Ảnh thấy cái hậu quả đó luôn á. Ảnh nói là bây giờ anh đeo mặt nạ sống ngoài đời với xã hội cả đời rồi. Bây giờ không lẽ về nhà với bố mẹ anh cũng như vậy. Ảnh cứ nghĩ là ảnh còn đang một mình, ảnh không có vợ con đứng phía sau. Nhưng mà nhiều khi bố mẹ suy nghĩ á, thì bố mẹ lại nghĩ có khi vợ nó tác động nó đâm ra nó như thế. Cái tính của ảnh nhiều khi gây rất là nhiều cái xung đột giữa hai bên nhà với nhau luôn. Có khả năng là 6 năm á, thì hết 4 năm đầu tiên là luôn trong tình trạng là sợ. Nghĩa là cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là mất ngủ. Cứ suy nghĩ mình làm gì sai, hay là mình cứ đào bới bản thân mình, ý là mình cứ suy nghĩ trong lòng mình làm gì sai. Hoặc là sao mẹ lại buồn thế, ý là sao mẹ không vui vẻ như ngày hôm qua. Mà thực ra thì nhiều khi anh chồng á thẳng kêu ôi trời, em ở với mẹ được mấy năm, anh ở với mẹ mới nhiều nè, em cứ nghe lời anh đi. Mẹ xị hả? Kệ mẹ đi, mấy ngày nữa mẹ bình thường thôi. Trời. Nhưng mà ý là trong lòng mình á, mình qua mình thấy mình nói chuyện mẹ không được vui, cái mình rồi mình nghĩ ủa sao mẹ không được vui ta, mình làm gì mẹ buồn ha, hay là ai nói cái gì rồi ta. Đó, cứ có nghĩa là suốt 4 năm đầu tiên nó là con bị cảnh đó luôn. Giữa câu chuyện mẹ chồng nàng dâu này á, là có hiểu nhau nhưng ít có chia sẻ với nhau, ngày chia sẻ với nhau. Rồi để xem hôm nay chồng con sẽ nói điều gì nha. Dạ. Chú có lá thơ tụi nó giấu đâu rồi. Thấy biên tập điện thoại cho ảnh mà. Ảnh ngồi viết ngắn lắm ạ. Ngồi ngon ngó ảnh không có coi. Anh này tính của ảnh vậy. Kiệm lời. Kính chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con mong muốn rằng thông qua chương trình này thì mẹ và vợ con thông cảm lẫn nhau, hiểu nhau hơn. Mẹ và bố luôn là cây đại thụ tỏa bóng mát cho con cháu tụ họp à. Bản thân con và vợ con sẽ hết sức cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất đến với gia đình mình, vì bố mẹ có khỏe, vui vẻ, hạnh phúc thì con cháu mới vui vẻ được. Con chúc mẹ luôn khỏe vui ạ. Anh chúc em luôn vui khỏe và luôn là người vợ tuyệt vời như vậy nhé. Nói ít đi nhé. Con nói với chú luôn, nó ảnh tối ngày nói con nói nhiều, đẻ ra một thằng con nó không giống ảnh cái tiếng gì hết, giống y như mẹ, nó nói nhiều y như vậy. Xong rồi cứ mỗi lần mà nó nói nhiều cái quay qua thôi con ơi, con đừng có nói nhiều nữa, con nói nhiều hồi nữa ba mày đổ thừa giống mẹ nữa, nó nói nhiều nữa. Đúng là chồng kiềm lời, vợ nói nhiều được rồi, bổ trợ lẫn nhau. Mà chồng muốn nói rằng dâu điều gì, muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì mẹ cũng mong muốn con vợ chồng con sống vui vẻ rồi hạnh phúc chọn đời. Con thì con không muốn mẹ thay đổi cái gì cho con hết, nhưng mà ý là con chỉ muốn là ví dụ mẹ cởi mở ra một xíu. Có những cái mẹ không hài lòng biết chứ, thì mẹ cứ nói chia sẻ thẳng thắn. Ví dụ như con có buồn cái lúc đó, nhưng mà xong rồi thôi, mẹ con hiểu nhau, chia sẻ đi. Buồn lúc nào cái lòng nó cũng bồn chồn. Nó chậm chậm thôi nha. Rồi. Thấy là lần đầu tiên làm thấy là mẹ chồng ấn tượng rồi. Dạ, ấn tượng luôn, lấy lòng được mẹ chồng rồi. Không biết chị với mẹ chồng có ấn tượng điều gì không?
Em chung về nhà và lần về đầu tiên thì em chung là cũng đi chung với bạn bè lắm. Mà đi về lúc đó mẹ hiền lắm. Nhìn mẹ hiền, nói chung là hiền dữ luôn á. Mà ở nhà cũng ở chợ nè, mà nhìn mẹ nó bụng trời sao nhìn giống dân ở trong U Minh quá vậy, sao mà thấy cù lằn dữ vậy. Em tưởng tượng nữa em về làm dâu chắc mẹ khó như mấy bà già chồng xưa á. Sợ đâu không dám nói chuyện gì hết trơn á. Rồi cái thấy mẹ làm vậy nó cũng đi vô làm là mình lấy lòng mà. U Minh là không biết sao là cái vùng nó sâu xa lắm. Dạ. U Minh Cà Mau, U Minh mũi lắm đó. Mũi đó mũi dữ dằn mũi kêu mà như sáu mũi đó là con hiểu đó. Mũi dữ đó con. U Minh ghê lắm. Mình là U Minh Hạ đúng không? Dạ. Cà Mau là U Minh Hạ, còn Kiên Giang là U Minh Thượng. Dạ, U Minh Thượng. Bởi vì thấy rồi. Mẹ dễ tính không là mẹ khó vậy lắm, nhưng mà mẹ dễ lắm. Rồi mình về làm dâu làm sao? Nói chung đó giờ em về làm dâu 10 năm chứ nói chung là mẹ ha không có la em. Chưa la em. 10 năm không la lần nào. Không la lần nào chứ. Nấu nướng rồi dọn dẹp. Em nấu nướng thì nào mẹ ăn được thì mẹ ăn, mẹ không được thì mẹ kiếm món khác mẹ tự làm mẹ ăn à. Chứ mẹ không nói gì chứ hết. Mẹ không nói gì, nhiều khi hỏi mẹ ơi. Nhiều khi thấy nhiều khi mẹ ăn không được á cái hỏi mẹ, giờ mẹ muốn ăn gì mẹ nói đi con đi chợ con mua con nấu cho mẹ ăn liền nè. Giờ mẹ kêu con đi mà hồi đó giờ em đi chợ mẹ không chưa khi nào mẹ kêu con mua cái này nấu cho mẹ ăn ha, mua kia vậy chứ không có. Nhiều khi mà nghe mẹ kêu cái mừng hơn là một vàng nữa. Nhưng mà cô những cái lần mà cô ăn không vừa miệng cô có góp ý chị không? Cũng có đó con. Dạ. Có đôi khi lắm lúc là bị gì cô thì ăn nó hơi mặn. Dạ. Đó thành thử ra nó nấu cái lạc cái nó con nấu cái này lạc quá cái mẹ ăn không được. Dạ. Cái bắt đầu cái nó nấu món khác cho cô ăn. À. Nói nào cho ngay là nó như vậy đó. Dạ. Chứ nó cũng không buồn, cũng vẫn vui vẻ vậy đó. Ừ. Rồi có khi đôi khi đi chợ cái mẹ ơi mẹ ăn cái gì mẹ. Rồi cái cô nói thì con mua gì thì mẹ ăn nấy. Dạ. Nó vậy đó, thay vì bây giờ thời buổi bây giờ mình đừng nên khó với dâu. Dạ. Nó vậy mình cũng thông cảm cho nhau. Rồi ngày nào cái cô ăn tương cái tổ nó mua một đống đồ ăn tương về cho mẹ ăn, mẹ ăn đi, mẹ ăn thoải mái. Ăn tương là ăn chay. Dạ, dạ, ăn chay đó. Dạ. Đó là vậy đó. Vậy thì cô với chị hợp nhau nhất điểm gì cô? Hả? Hợp thì nhau á. Hợp nhau là nhất là có cái là khi mà mẹ với con ngồi tâm sự gần với nhau, tâm sự chứ hay diễn TikTok. Hả? Mẹ con diễn TikTok là sao luôn? Thì diễn vui cái mà cái TikTok trên Facebook rồi vậy nó hơi tải về chơi đó. Biết em biết TikTok mà. Em thấy cô diễn là hơi lạ luôn á. Dạ. Con thích nó chơi mà. À, vậy mà mẹ con hay chơi gì đó như múa nhảy đâu đó. Tại cô diễn đó là cô diễn sao cô? Không, thì cô giống này diễn mà thường cũng như mình diễn kịch vậy đó. Diễn kịch như bẹ chồng nàng dâu vậy đó. À mình nhép miệng theo đó hả? À. Trời ơi dễ thương quá vậy. Mình làm thử một đoạn nào coi. Làm thử đoạn nào nó mình hay làm đi. Cho em lấy cái đậu cũ được không? Có, có đậu cũ luôn hả? Đưa cho thằng bé kia đẩy ngoài. Rồi lấy đậu cũ luôn. Lấy điện thoại ra coi. Không có đưa thằng bé kia đẩy ngoài cái quạt nó đi luôn đi. Trời ơi. Đó. Cái này đúng không? Đậu cũ đúng không? Trời trời ơi. Hay quá. Diễn riết có đậu cũ luôn. Rồi. Câu chuyện này tên gì nè? Tiết mục tên gì? Em diễn đại em có không biết không biết tiết mục không biết tên gì nữa. Thôi tiết mục mẹ chồng nàng dâu đi. À tiết mục vậy đó. Rồi. Bắt đầu. À, tôi nè, tôi là mẹ chồng của cô nè, cô là dâu nè. Thì nhiệm vụ của cô là pha trà, rót nước là nhiệm vụ của cô. Ủa, mẹ nói gì kỳ mẹ. Hồi đó giờ nhiệm vụ ở nhà ai làm? Má. Rồi được ai rửa chén? Má. Ai nấu cơm? Má. Thì gì giờ giữ nguyên gì đi. Tự nhiên cái người mới về cái đùng đẩy cho người mới hết trơn. Má thích ai mà cũ không biết mà mới hả? Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cô là dâu. Ủa, làm dâu mà chứ phải ở đỡ. Là ở đỡ thì ở đỡ đâu phải vậy, nhưng mà cô nhiệm vụ cô là cô phải lo vậy thôi. Rồi, dạ xin chào. Dễ thương quá. Trời ơi, sao cái tiểu phẩm nó khác toàn hoàn toàn như cái hiện đời thật luôn á, phải không cô? Ở nhà hai mẹ con có nói chuyện nhau kiểu vậy không cô? Không. Thế hả? Không, sao không có vậy sao mà diễn y như thật luôn á. Hai mẹ con phải hợp với nhau lắm mới diễn được vậy. Dạ. Luôn á. Đó, đây là cặp gọi là song tấu mẹ chồng nàng dâu đầu tiên á. Rồi mình hợp nhau về gì nữa? Chơi TikTok nè, rồi hợp nhau gì nữa? Nhiều khi ăn uống hợp nhau nè. Ăn uống thì như khẩu vị của em với mẹ không hợp, nhưng mà nhiều khi cách ăn mặc á, em với mẹ hợp. Ăn mặc nè. Nhiều khi đồ đạt mẹ mua á, mẹ em mua là mẹ vừa bụng à. Mẹ cũng đẹp mà. Dạ. Cũng trang điểm cũng này kia. Cô đen ha cô hả? Cô đen hả? Cũng tin lắm á. Nhưng nói cho Quyền Linh với cháu Lê Lộc nghe nha. Dạ. Cái ngày lễ đó, cái ngày lễ ngày 8 tháng 3, cái nó tổ chức cái đâu có hay đâu. Nó trang nghiêm đồ dữ luôn á, đồ ăn đồ dữ luôn cái đó nó. Xong rồi cái mẹ ơi mẹ mời mấy dì, mời mấy bà mợ đồ lại với mấy thiếp rồi lại chơi đi mẹ. Cái hỏi ủa cái gì bà bữa nay con làm cái chuyện gì mà sao mẹ không hay vậy?
bữa nay con tổ chức ngày 8 tháng 3, cái con tặng cho mẹ một chiếc vòng nhưng mà không có mang theo. Trời ơi. À, nó vậy đó. Rồi nó cái gì vậy, lâu lâu cái nó tổ chức. Tổ chức cái cho mẹ, tổ chức cái cho mẹ. Em có thấy điều gì mình chưa hợp với mẹ không? Chắc ăn uống hay mẹ ha. Chỉ ăn uống thôi hả? Dạ. 10 năm rồi. Tại vì nhà em thì em thích ăn ngọt, mẹ thích ăn mặn. Nhưng mà mẹ thì mẹ có tại bệnh hơi lên máu. Cho nên em không có cho mẹ ăn. Bởi vì khi em nấu lạc cái kêu mẹ ăn cái mẹ không ăn, nó trời mẹ già cả rồi mẹ còn ăn mặn lên máu đó. Còn muốn chết sớm gì á. Rồi có phải như vậy thì mình phải nấu riêng hả chị? Không, không nhiều khi em cũng cũng nấu chung vậy đó, nhưng mà bữa nào cứ như lâu lâu mới cho mẹ ăn mặn một lần cái nước ra riêng cái nhưng mẹ ăn thì mẹ niêm vô thêm vậy đó. Mẹ ăn vừa miệng. Hai mẹ con 10 năm rồi, chắc chắn những người bạn trong gia đình rất là thoải mái đúng không? Dạ, hiểu đúng nhau. Rồi. Có bao giờ mẹ làm điều gì em buồn không? Dạ nhưng không, đó giờ em chưa có, chưa có chưa có buồn mẹ gì. Nhưng mà nhiều khi những chuyện nhỏ nhặt cũng không đáng kể. Chứ là không có gì chứ. Vậy có điều gì mà mẹ chưa hài lòng ở con dâu không? Có chứ. Có đôi khi chứ không phải là nói là không có thì nói là không đúng phải không? Dạ. Nhưng mà phải có. Có một lần đó đó là hai vợ chồng nó hơi buồn, buồn với nhau, rồi nó không có nói chuyện. Rồi sáng ra cái sao nhìn thấy nó buồn quá à. Cái cô mới nói với thằng con trai á, nói con à sao mẹ thấy vợ con buồn quá mà không biết mẹ có phật lòng với vợ con cái gì không, mà sao vợ con nó buồn buồn nó không nói gì trơn. Cái bữa đó cái buổi trưa cái nó nói với vợ, không biết nói với vợ sao đó, cái hai vợ chồng lại xin lỗi, nói con xin lỗi mẹ rồi con làm cho mẹ buồn. Rồi, bởi vậy nhiều khi lắm lúc cô thấy cô cũng thương thương, bởi vì con nó còn nhỏ mà tuổi trẻ mà thành thứ ra nó cũng còn bồng bột, thôi mình cũng nên thông cảm cho con, bởi vì cô chỉ có một thằng con trai thôi. Con trai một đúng không? Dạ con trai một mà hiện giờ nó đang làm kỹ sư xây dựng. Thế con dâu cũng rất là hiểu mẹ chồng. Dạ. Và cũng như thật sự là rất là nhạy cảm. Dạ. Chị thấy sơ nét mặt của mẹ mình đã hiểu rồi ha. Dạ. Và còn cái chuyện chăm sóc con cái đó thì mình chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc? Nhưng mà mẹ em chăm sóc nhiều hơn. Tại vì em tối ngày em mưa đi tẹt. Ngày chắc con đi, dạ. Có khách. Rồi đi cái nhà nhầm khi mẹ lo, chung em cũng lo, mẹ cũng lo nữa. Nhưng mà mẹ thì ở nhà, nhà với hai mấy con em thì nhiều hơn. Tức mẹ lo là chính, chăm sóc là chính. Dạ. Có bao giờ mình tranh luận về cái việc chăm sóc con mà hai người không hợp nhau không? Dạ không. Dễ quá ha. Dạ. Cái này nói chung là 10 năm như thế là rất là tuyệt vời luôn á. Dạ. Có những ngày chồng nàng dâu qua 10 năm nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí có những xung đột nó lên đỉnh cao luôn. Dạ. Nhưng mà giải quyết rồi thì nó sẽ hết thôi. Dạ. Còn hai mẹ chồng này giống như hai người bạn với nhau, rất là thân với nhau luôn. Chắc hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm với nhau lắm đúng không chị? Dạ. Mình có thể chia sẻ chút xíu không? À, nhớ có kỷ niệm lúc mà 8 tháng 3 cái lúc đó ba em còn sống, cái sáng đi chợ cái mua nhánh bông, vậy là tính là đưa cho ba tặng, mà tại vì thường ba em sáng là ông đi một lèo tới chiều luôn vậy đó. Nhưng mà nghỉ bữa 8 tháng 3 chắc ba về sớm, mà ba không có về sớm, ba đi nhậu với bạn luôn. Cái mua nhánh bông về đâu đem vô nhà đâu, tính đợi ba về đang đưa cho ba đem cho tặng cho mẹ thì chắc mẹ là sẽ vui hơn. Cái máng vào chiếc xe tiếp xế luôn, sợ nhánh bông nó héo mà ba chưa về, thấy gì đem vô tặng cho mẹ luôn. Trời ơi tiếc ghê. Ở dưới, lần em thì em là mất mới chưa được 2 năm. Ồ dạ. À, cô với con dâu á, dạ cô con dâu có bao giờ là mẹ con ngủ chung với nhau, tâm sự với nhau, hay là hai mẹ con đi riêng với nhau tâm sự với nhau chưa? Dạ có, cũng có nhiều lần lắm đó Quyền Linh. Dạ. Nhiều lần đi, có khi đi chung đi chợ đó, chở mẹ đi ăn. À. Rồi cái con nó cũng tâm sự với mình, nó cũng nói vậy đó, như con có chuyện gì thì mẹ cũng tha thứ, mẹ bỏ qua cho con vậy đó. Thì ví dụ như bữa nào con có đi công chuyện gì hơi xa xa đó, mẹ nhà mẹ trông cháu giùm cho con. Ừ. Cái là cái hay nhất mà các gia đình cần nên cũng rút kinh nghiệm, bởi vì dạ. Có những mẹ chồng nàng dâu là không bao giờ gặp nhau, dạ, thậm chí không rồi. Bao giờ tâm sự với nhau luôn. Dạ, dạ. Rồi có những cặp mẹ chồng nàng dâu là thường xuyên hai mẹ chồng nàng dâu ngủ chung với nhau, dạ. Rồi cái thân thiết với nhau, tâm sự dạ. Chia sẻ nhau, thành ra những cái khúc mắc mình được giải quyết liền tức khắc luôn, dạ. Không bao giờ có mâu thuẫn trong cuộc đời cả. Dạ. Thì đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu giống như vậy đó. Dạ, A Di Đà Phật. Nếu ở nhà mà có chuyện gì buồn thì ai sẽ là người tâm sự trước? Em. Nhiều khi em thì nhiều khi làm cái chuyện gì mình cảm thấy nhiều khi mẹ buồn á, tại vì mẹ buồn làm nhìn đến mặt mẹ biết à, rồi cái thấy mẹ buồn cái là bộ cũng kiếm chuyện này chuyện kia vậy đó, nhiều khi đặt chuyện luôn. Đặt chuyện sao chị? Đặt chuyện cái mẹ bộ đi chợ vậy đó, mẹ nãy mới gặp cái ông không làm chuyện mắc cười lắm, phải kể cho mẹ nghe cái mẹ cười là cái mẹ hết giận. Rồi đi lâu 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 cái thấy mẹ giận vậy cái ra cái kiều kiều bóp vú một cái hết giận. Nó thường xuyên á. Dạ. Thường xuyên vậy. Cái con đôi khi vậy đó nha, cái nó làm cô cũng hết hồn. Dạ. Nó phát kêu mẹ. Nó hỏi trời cái gì vậy?
cô hôn miếng cái coi. Mẹ nó ôm nó hôn thôi là hôn vậy đó, cô giật mình luôn. Dạ. Con sao riết là sao con nhõng nhẽo quá trời. Cái đó là cái tuyệt chiêu của cái cô dâu đó. Dạ đúng rồi đó. Linh nghĩ dạ. rằng là nhiều cô dâu phải xem học hỏi những kinh nghiệm này. Đôi khi về nhà mình tự đặt một câu chuyện nào đó, tự tạo một cái niềm vui nào đó, tự bất ngờ đó, không phải là chúng ta cần phải có tiền mới mua quà mới tạo niềm vui nào đó. Thí dụ như câu chuyện như nãy. Trời ơi, chỉ vậy thôi á. Tự nhiên cái bà già chồng bà chửi mình, mày làm gì mà vô duyên này kia, nhưng mà vậy là vui, đúng không? Dạ. Hay câu chuyện này rất là hay. Dạ. Nhưng mà chị có những cái điều nào mà giấu mẹ chưa từng chia sẻ với mẹ không? Có, bà đang nói mẹ nghe này mẹ. Mày đừng có chửi con nha. Mày nhớ hổm con đi mua hộp gà bán trên mạng không? Em thì em cũng làm, em cũng bán hàng trên mạng nữa. Ừ. Cái mua cái nhiều khi làm, nhiều khi nhà em làm, nhưng mà nhiều khi em lấy con ta nữa. Cái nhiều khi mẹ biết em lấy con ta, cái mẹ dặn lấy cái kỹ cho con ơi. Một khi người ta lừa gạt mình đó, cái nó không có đâu mẹ, dễ gì người ta lừa gạt. Cái mua hộp thịt lộn, hộp gà ác, hộp gà ác mà nó lộn á. Ừ. Dặn ba lấy con úp mề thôi. Ba đưa xuống 100 trứng, cũng trong đó cũng có một số úp mề với một số nó gõ mỏ luôn. Đem xuống về sạn giao cho khách mà nghe nó kêu chít 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 chít. Nhìn kiếm hoài cái kê cái chiếc gà vô trong lỗ tai nghe. Hèn chi nói đây. Thì cái xong cái ở nhà có con gà mái nó đẻ nữa. Cái sợ mẹ la không biết sao, sợ quá cái em với nhỏ cháu mới thôi đừng nói cho nó nghe, mà lúc đó mẹ ngủ. Cái lửa trứng nào nó gõ mỏ á, cái đem dở con gà kia vô bỏ vô cho nó. Thế đâu chừng mười mấy ngày sau nó nở ra, cái mẹ ra mới nói trời ơi, ủa sao ở nhà đâu gà ta mà sao giờ nào nở ra gà ác không vậy? Đặt cái mẹ hỏi nhớ không? Là giấu mẹ tới bây giờ luôn. Giờ bữa nay nó mới khai đó Huyền Linh. Cái này lọc đó. Dạ. Bữa nay nhờ có cái chương trình này nó mới khai đó. Tức chứ không đâu nó không khai luôn. Tức con cô. Hả không? Bởi vì là con biết không, cái chuyện đó là đã dĩ lỡ rồi. Dễ thương mà. Ờ với trong cái trứng đó là mình đâu có biết được là nó già hay nó trẻ ở trong. Dạ. May mà lấy đúng gà đó, lấy lộn vịt nó mệt lắm. À hai người bạn này thân rồi nha. Hai bạn này dễ thương đó. Dạ. À, những mẹ chồng nàng dâu khác gần như cái khoảng cách đó vẫn còn. Dạ. À, nhưng mà nếu mà ta vừa mẹ chồng vừa là bạn, có thể là tri kỷ với nhau, thì chắc chắn rằng á một cái chặng đường dài mười mấy cho dù 20-30 năm thì cũng không có giận hờn với nhau nữa. Dạ. Có bao giờ hai người nhậu chung không? Dạ có. Ồ cái gì chứ nó bạn đó, bạn nó lại nhậu cái mẹ. Có khi sớm về đi chùa về nữa, mẹ vô đây cái con giới thiệu bạn con, cái mẹ uống với con miếng đi thôi 50 đi mẹ, thôi cũng nghe thôi con uống 50 luôn. Trời ơi mẹ cũng chịu chơi luôn. Chịu chơi luôn, bởi vì có bạn bè của con mà mình phải làm vui cho con. Bữa nào ra rủ mẹ nhậu tay đôi coi tiễn ai trước hơn bữa. Chắc tiễn mẹ chồng trước. Nhưng mẹ em thì nhậu dở lắm, chừng nửa lon là mẹ em xỉn rồi. Em thì mạnh. Vậy thì chắc tiễn luôn hả? À, có bao giờ mà cô buồn con dâu mà cô không nói, cô nói qua chồng của con dâu không? Đó, hồi nãy có nói với Quyền Linh với Lê Lộc có nghe đó. Dạ. Là thấy dâu nó buồn đó rồi cái mình cũng hơi buồn rồi mình mới nói với thằng con trai. Nó ở sao là mẹ thấy vợ của con sao nó buồn như vậy mà không biết. Mẹ có làm thật lòng gì về vợ con không mà sao thấy vợ con buồn. Rồi cái thằng con trai nó mới nói với vợ. Rồi bắt đầu cái chiều cái hai chồng nó lại xin lỗi. Nhưng mà sao thân quá mà sao không nói thẳng với con dâu luôn mà mình nói qua con trai mình. Mình nghĩ là thế để mình nói vậy đi để cho con dâu nó tự coi nó sao. Nhiều khi lắm lúc rồi mình nói vậy rồi dâu nó có ngại. Chị ơi cho em hỏi chút xíu nha, cái điều gì ở mẹ chồng của chị mà khiến chị thương mẹ nhất? Mẹ em hiền, nhưng là mẹ em hiền dữ luôn đó. Nhưng nhà ba em tới hai bây vợ nhưng mà mẹ chịu đựng hết trơn à. Nói chung là em không biết dùng từ sao, nói chung là mẹ hiền dữ lắm. Nói là mẹ không nói gì cho nhiều khu em về, em nói mẹ ơi sao mẹ không ghen gì chứ. Mẹ nói giờ ghen gì nữa, giờ ghen giờ sống vì con thôi chứ giờ ghen gì nữa giờ. Nhưng mà thấy mẹ thương lắm, bởi vì nhiều lúc em muốn lấy tình thương lại bù đắp lại cho mẹ những khi mà mẹ buồn vậy đó. Bởi vì nhiều khi em thì không phải là tránh khỏi làm mẹ buồn rồi, nhưng mà nhiều khi mẹ hiền quá cái buồn, khi làm mẹ buồn mẹ cũng không nói nữa. Nhưng mà em nhìn mặt mẹ thì thấy mẹ còn ở nhà chung với mẹ là thấy mẹ buồn là em biết à. Phải nhiều khi thấy mẹ buồn cái kiếm tự nhiên đi chợ hay đâu về đó, kiếm một câu chuyện vậy đó cái đầu dựng lên nó đại cho mẹ nghe, cho mẹ cười, cho mẹ đỡ buồn. Những lúc cô buồn thì cô làm gì cô? Thì cô buồn cô chỉ có ngồi khóc thôi. Thương con, thương cháu. Mình hy sinh mà chấp nhận mình hy sinh. Đây là người phụ nữ chịu đựng đó. Chia rẽ cái tình thương của con thì mình không nỡ bỏ được. Ngày xưa là cô đẹp lắm á nha. Ngày xưa này đẹp lắm luôn á. Rồi thành đứa ra bây giờ cái dáng số của chú á thì đi trước cô là gần 2 năm nay rồi.
Nữa ra rồi mấy cái bà kia em giờ cũng vẫn còn ở bình thường. Yeah. Ở lại với cô bình thường. Yeah. Cháu nội của bà kia cô cũng vẫn nuôi, ở nuôi luôn. Cô là mấy một con một đứa trai thôi hả? Dạ, một trai hai gái. Rồi giờ mình ở nhà mình làm gì? Như mình... ở nhhà thì nội trợ trông cháu thôi, còn con thôi. Thì nó cũng có công việc của nó làm. Bên trại giống. Cháu cũng vui rồi. Dạ. Bây giờ thử xem con trai cô nói được gì giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ, A Di Đà Phật. Tức là anh nói là lâu lâu vợ cũng có làm điều cho mẹ buồn. Có mà. Dạ, có. Đúng không? Dạ. Nhưng mà không quá đến đổi. Ví dụ như mình là bỏ qua được, thì xả hết. Dạ. Mọi việc gì thì cái chuyện gì nó quan trọng, nó cũng không có gọi là nó quan trọng không. Thì chỉ sơ sơ vậy đó, mẹ tuổi trẻ mà. Thành thử ra cô cũng thông cảm cho con. Có đôi khi lắm lúc đó là vợ chồng của nó thì cũng phải có cắn đắng rồi, chứ đâu phải là êm được. Thì thành thế ra có đôi khi thì nó cũng hơi phiền phiền mình vậy thôi, chỉ mình phiền vậy thôi. Mà cãi nhau đó, hai chồng cãi nhau có bao giờ cãi trước mặt cô không? Không, từ hồi đó tới bây giờ tới con nó còn chưa có biết nữa. Có khi nào mà cho cháu nội qua bên này ngủ á là nghi trong bụng rồi. Nghi trong bụng là vợ chồng có chuyện gì để cho vợ chồng nó chia sẻ với nhau, chứ không bao giờ cãi. Nhiều khi cho qua ngủ để nó trống trải cũng có dễ tâm sự. Không phải để tâm, không phải để giận nhau đâu. Tạo điều kiện á. Tạo điều kiện. Tạo điều kiện. Cho nó không gian riêng á mà. Dạ. Mà thường xuyên vậy lắm đúng không? Nói chung thế này nè, giữa hai người phụ nữ này đó, có cái hay nè. Dạ. Mẹ chồng chịu đựng cũng hy sinh, thương con cháu. Cô gái này cũng hiểu mẹ chồng và rất là hay, biết cách thay đổi tất cả mọi thứ trong gia đình và có thể thay đổi một cái chuyện buồn thành một chuyện vui chẳng hạn, giống như chuyện hồi nãy em kể vậy đó. Hai người hiểu nhau như thế là tốt và gần như là hai người là bạn với nhau rồi. Một chục năm qua mẹ chồng cũng sẵn sàng hy sinh vì con dâu của mình và sẵn sàng chịu đựng một mình. Đó là một trong những cái cặp đôi mẹ chồng nàng dâu mà Quy Linh nghĩ rằng là rất là tuyệt vời ha. Hy vọng rằng nó sẽ mãi mãi như thế. Nếu có chuyện gì mình trao đổi với nhau. Và những cặp mẹ chồng nàng dâu đang xem truyền hình cũng cần nên tham khảo cái câu chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ đó là tốt thôi. Hôm nay thì cô có mong muốn một cái sự thay đổi gì con dâu của mình hay không? Thì hôm nay lên chương trình này thì trước hết là cũng mong muốn là cho dâu nó cũng thay đổi và sau này nó có cũng như là nó biết lo làm ăn, chăm sóc vì vợ chồng của nó là sống được hạnh phúc. Chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Qua chương trình này thì con cũng mong muốn mẹ, sắp tới mẹ muốn ăn cái gì hay gì đó, mẹ nói với con là con mua về con nấu cho mẹ ăn. Cái nhiều khi con mua về những thứ con mẹ không thích thì mẹ không ăn nữa, cái con buồn. Chuyện đó thôi, quá đơn giản. Vậy thì nói với con dâu nha. Tuần sau á là đã muốn ăn cái này mày nấu thử tao kia. Mặn ngọt thì cũng chia sẻ thẳng với con dâu nữa. Còn một chút không đáng kể. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế. Hiểu nhau như thế, yêu nhau như thế. Chúc cho gia đình bình an và đặc biệt là thành công trong cái công việc kinh doanh của mình nha. Chắc chắn nhiều người sẽ liên hệ mua một cái món mà nó rất là nhiều người mê luôn á. Mà ship từ Cà Mau lên đây là ship không cô? Dạ ship hết chứ. Khi nào chứ có ăn gì điện alo em ship lại chừng. Bồng gì đó em ship hết. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình, một kỷ niệm để nhớ về chương trình mẹ chồng nàng dâu gửi tặng cô. Dạ.